Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà, các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian, còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thờ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ, kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thiên Chúa đầy lòng kiên nhẫn. Kính thưa quý bà và anh chị em, đọc tin tức hàng ngày, hẳn chúng ta thấy có nhiều cái vụ án xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Rồi những cái phạm nhân thì đủ mọi hạng người, già trẻ lớn bé đều có. Rồi những cái tội thì nhiều kiểu khác nhau, và cái mức độ gọi là khủng khiếp ghê tởm cũng khác nhau. Có khi những cái tội thì nhẹ thôi, nhưng mà cũng có những cái tội rất là nặng nề. Và không ít lần chúng ta khi mà đọc hay nghe thấy những cái tội ác như thế, không ít lần chúng ta mong cho những cái phạm nhân này, nhiều khi chỉ là ý nghĩ trong đầu thôi, cũng chưa phải nói ra ngoài, cái đám người này chết quách đi, sống làm chi cho chật đất, gây khổ cho người khác, gây tội, cái chù cho nó họ chết càng sớm càng tốt. Chứ ít khi mà chúng ta nghĩ đến việc gọi là cầu nguyện cho họ, để họ có cơ hội hoán cải trở về với Chúa, trở về nẻo chính đường ngay. Thường là khi mà chúng ta đọc những cái tin tức, ít khi nào chúng ta nghĩ tới việc cầu nguyện lắm, là nghĩ tới việc là bực tức, nóng giận, tại sao là phạm những cái tội như thế. Chẳng hạn như là con lại giết cha mẹ thế này kia. Chúng ta muốn có một cái thế giới gọi là không tì vết, một thế giới hoàn hảo ngay lập tức, một thế giới mà Thiên Chúa phải ra tay tiêu diệt tức thì mọi cái tội ác. Thưa cộng đoàn, suy nghĩ như thế là chúng ta đang nhắm tới điều tốt đó. Nhưng đó lại là một cái tốt quá khích, một cái tốt muốn hủy diệt chứ không phải là muốn chữa lành. Điều này thực sự giống như những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong dụ ngôn cỏ lùn. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùn ở đâu mà ra vậy? Ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Đi gom có nghĩa là nhổ hết cỏ lùn ngay lập tức, khi mà nó mới vừa nhú lên. Thưa cộng đoàn, những người đầy tớ này muốn có ngay lập tức một thửa ruộng hoàn hảo. Điều này cũng giống như là ước muốn có ngay một thế giới hoàn hảo. Trong cái thế giới đó là chỉ có những người tốt và thánh thiện. Những ai mà không hoàn hảo sẽ bị loại trừ, bị tiêu diệt ngay tại đây này. Thưa cộng đoàn, đây thực sự không phải là ý muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta
là Thiên Chúa rất mực kiên nhẫn. Người không phải là đấng hủy diệt, nhưng là đấng chữa lành. Người luôn muốn và luôn tạo những cái điều kiện thuận tiện để những kẻ tội lỗi, trong đó có chúng ta rồi đó, chứ chúng ta không phải là người tốt lành gì đâu, để những kẻ tội lỗi có cơ hội ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa. Nếu chúng ta đọc lịch sử dân Do Thái, dân Chúa chọn, thì chúng ta cũng thấy rõ sự kiên nhẫn lạ lùng của Thiên Chúa. Lịch sử dân tộc này là một cái chuỗi những cái gọi là những cái chu kỳ, những cái sự việc dường như cứ lặp đi lặp lại. Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn dân, thế mà họ lại quay lưng chống lại Thiên Chúa, chọn tôn thờ những cái tà thần, ngẫu tượng. Thế thì Thiên Chúa trách phạt dân, trách phạt thôi chứ không phải là tiêu diệt, trách phạt. Thế thì Thiên Chúa trách phạt dân chúng lại làm gì? Ăn năn sám hối, xin Chúa thương xót. Thế lại Chúa lại thứ tha. Tha xong, sau đó dân chúng lại chứng nào tật nấy, lại xa lìa Chúa, chạy theo ngẫu tượng, chạy theo tà thần. Rồi cái chu kỳ cứ lặp đi lặp lại như thế. Chúa vẫn cứ thứ tha. Qua đó thì cộng đoàn chúng ta thấy Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với con người sa ngã bất trung. Nếu mà Chúa trừng phạt ngay khi con người phạm tội thì chắc chắn chẳng có ai đứng vững được đâu. Dụ ngôn có lùm cho chúng ta thấy rõ lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người cho con người có thời gian để sống, có thời gian để giao hòa với Thiên Chúa, giao hòa với tha nhân. Tuy nhiên, theo cộng đoàn, Thiên Chúa cũng công bằng, vừa kiên nhẫn nhưng cũng công bằng, thưởng phạt công minh vào thời sau hết. Đúng lúc đúng thời thì mới có thưởng phạt. Đức Giêsu cho chúng ta những cái chỉ dẫn rõ ràng qua cái dụ ngôn chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu giải thích như thế này: mùa gặt là ngày tận thế, thời gặt là các thiên thần. Vậy như người ta nhặt có lùm rồi lấy lửa đốt đi thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Chúng ta lưu ý đến cái chữ tận thế mà Chúa Giêsu sử dụng trong cái dụ ngôn này. Quả thật, cái nhìn của Đức Giêsu chính là cái nhìn của Thiên Chúa, là cái nhìn bao quát, cái nhìn xa. Và người hướng tới cái mục đích cuối cùng, hướng đến cái công trình hoàn tất, hướng đến cái mùa thu hoạch mà hiện tại là đang trong giai đoạn chuẩn bị. Hiện tại là vẫn là giai đoạn chuẩn bị, chưa đến lúc thu hoạch. Thế nên người muốn chúng ta đừng có cái nhìn hạn hẹp, đừng dừng lại trước cái gọi là tức thì, ngay lập tức. Con người thời nay thì chúng ta thấy rằng dường như là muốn cái gì cũng phải là ngay tức thì, vì hiệu năng ngay lập tức, phải nhanh chóng, mì ăn liền, fast food, thức ăn nhanh, ít nghỉ hay là ít có cái nhìn toàn cảnh, cũng như là ít có cái sự kiên nhẫn chờ đợi đúng thời đúng lúc. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa muốn chúng ta noi gương người, đó là sống kiên nhẫn, bình tĩnh, biết đợi chờ, biết lắng nghe với lòng nhân hậu. Thế nên chúng ta đừng trở nên những người tốt quá khích và quá khắt khe. Người tốt thì được rồi, nhưng mà đừng có đi đến chỗ gọi là quá khích, quá khắt khe. Nếu muốn khắt khe thì người ta nói như thế này: muốn tốt là chúng ta khắt khe với chính bản thân mình, trước những cái đam mê tội lỗi, những cái đam mê bất chính, những cái lỗi lầm mà chúng ta thường hay vấp phạm, khắt khe với chính mình. Mà ngược lại, chúng ta hãy tập làm sao quảng đại, nhân từ, kiên nhẫn đối với tha nhân trước những cái lỗi lầm của họ. Đừng bao giờ đánh mất cái niềm hy vọng vào một người, dẫu chúng ta thấy rằng họ đang sống trong tội lỗi.